thấy cái từ 7 đi từ trường thấy nó đầm xe đó không? Không có lắc. Qua nó lấy ra rồi còn đề máy mà không nghe tiếng trời. Chắc xu người ta mua chiếc này nhiều hơn kia ha. Đúng rồi em, xe dòng này giờ đang hot mà. Có thời gian đặt hàng rồi. Không lăn bánh này kia đâu, 630 nè, xong hết nè. Thì giờ qua dẹp xe vô, tính về hết rồi. Hai ông khách lại hỏi. Dạ yeah. Anh Thái với người, Tài người. Hôm qua hai nói được cái gì? Dạ yeah.